Như bình lần duyên lại cho bình là làm gì các bạn ơi. Set 2 3-3 giữa Điền Tiên Bom Thuận Trà Vinh, bên kia là Trọng Chim Đồng và Đại Lâm. Vừa rồi là một pha biểu diễn chuyền bóng bằng ngực của Đại Lâm, tuy nhiên pha bóng không được hoàn hảo và Trọng Chim không thể tấn công ghi điểm. Hiện tại bây giờ chúng tôi thấy là sân này rất là nhiều cao thủ làm bóng chuyền phổi nhiều lắm, ngồi trong kia tôi không lâm ta lại. Một pha kết thúc đầy kinh nghiệm của Trọng Chim, điểm 1-1. Một pha bỏ bóng rất thông minh của Tiên Bom, cầu thủ vừa đôi công vũ Arsenal cũng tại sân bóng chuyền xanh nha các bạn. 2-1. Phát bóng quá tốt. Một pha kết thúc của Điền quá chính xác. Pha bỏ bóng không qua lưới của Tiên Bom. Quá trời nước, tiêu bình luận hết rồi. Từ từ nha mọi người, chào ông Thạch Nhân Ngôn nha, em muốn đi coi lắm mà không có xe đi, đi xe buýt em ơi. Một tiếp tục một pha bỏ bóng không qua lưới của Tiên Bom. Dạ, chắc chuẩn bị đánh rồi đó anh. Điểm 3-3. Thấy là có Lam với Sang có mặt tại sân rồi đó. Thằng cũ hai bên chắc cũng có luôn. Một pha kết thúc tốt của Điền. Điểm 4-3. Chào chú bộ đội nha. Qua chơi anh Trần Long ơi. Mấy giờ? 4-3. GL. Một pha nhảy phát bóng không qua lưới của Tiên. Điểm số 4-4. Chứ anh nghĩ chú Đại Lâm có được ăn ngon gì mà. Dạ chuẩn bị đánh anh. Tiếp tục lộ pha tấn công đầy quy lực của Điền, đem về ghi số là 5-4. Một pha nhảy bóng rất tốt của Tiên Bom. Điểm 6-4. Pha tấn công cực tốt của Điền. Điểm 7-4. 7-4. Bên kia sau set 1 thành công thì set 2 này có vẻ là đang trùng xuống nha các bạn. Chắc chuẩn bị đánh bạn ơi.
đếm 5-7. Một pha phát bóng rơi tự do của Trọng Chim. Một pha phát bóng rất là bình thường, nhưng mà Điền và Tiên đã bỏ pha bóng này. Đếm 6-7. Một pha phát bóng ngoài của Trọng Chim. Ngoài xa. 8-6. Thật sự nếu mà theo quy luật phát bóng vừa rồi của Tiên thì Đồng không thể tham gia tấn công được trong các tình huống tấn công của đội anh Lâm. Đằng phía sau ủy ban phường Trảng Dài. 97. Điểm 97. Pha phát bóng ra ngoài của Tiên. Điểm 89 cho đội anh Lâm. Hai pha đánh bóng không sang của Điền đem về điểm số 9 đều cho đội anh Lâm. Chín đều, Lâm phát bóng. Tiếp tục là pha đánh bóng không sang lưới nữa của anh Điền. Điểm cho đội anh Lâm 10-9. Một pha bỏ bóng đầy kinh nghiệm của Tiên Bơm. Thấy đủ, đủ người. Mời đều. Không đều. Quá quy lực các bạn. Và đánh bóng dằn lưới ra ngoài của Trọng Chim. 11 10 1-0. Một pha bỏ bóng đầy kinh nghiệm của Trọng Chim. Điểm 11 đều. Một pha xử lý bóng không thành công của Điền đem về điểm số 12-11 cho đội anh Lâm. Một pha phòng thủ cực tốt của anh Lâm và kết thúc bằng pha tấn công rất lạnh lùng của Đồng cho đều. Điểm 13-11. Một pha kết thúc không qua tay trắng của Trọng Chim của Điền. Điểm 14-11. Pha bỏ bóng cực tốt của Đồng.
Rồi các bạn thấy anh Lâm qua chào các bạn nha. Thẳng hai sếp. Bình luận viên Bình MC của Biên Hòa. Thật sự để Lâm quá hay cái mấy cái cú các bạn ơi. Mà đã nói trọng kiều quá đẳng cấp, kiếm được một gói một hộp ăn cơm. Ok. Mày này có tiền chưa cuối chứ.